Ok, hello my friend, welcome back to my channel. Today play got the Ben S, Ben 7 VS Zonomani, Rival, Inogo, Bug, Mubi, A Bobby, but the time chapter 3. Ok, play got the Ben 7 now. Bắt đầu sẽ vào trong này. Chúng ta ra đây gặp con Island. Sau đó mình sẽ đứng sang bên đây xem con nhân vật. Con nhân vật là Man Man Blue Flumbo. Nó đang ngồi trong toilet này nhá các bạn nha. Một lát nữa nó sẽ bắt đầu chạy ra. Còn con Island vẫn đang đứng đây. Sau đó Island ấy chui xuống gầm giường này. Ok, nó đang chui xuống gầm giường. Sau con Flumbo nó sẽ bắt đầu ra. Ok, sau đó mình sẽ đứng lên trên này. Nhìn con Flumbo nó sẽ ra nè. Ok, mình sẽ đứng lại đây chuẩn bị nào. Ok, one now. Let's go. Mình sẽ quay cảnh trong ke các bạn xem nha. Ok, sẽ chạy ra đây. Columbo nó đang đứng đây này. Ok, nó đang nhảy bay lên. Mình sẽ quay jump scare cho bạn xem này. Ô, nó mới bắt đầu à. Ô, là mình chạy xuống đây này. Bắt đầu di chuyển con bên kia. Ok, bắt đầu quay sang bên kia. Ok, bắt đầu sang này. Sẽ để tắt tờ nó sẽ cứu mình nha. Ok, bắt đầu sẽ chạy vào chỗ này. Oh, đây có cái đầu con Columbo này. À, nó sẽ chui dưới đây lên. Đợi nha. Đó là nó chui dưới đây lên. Đây, bắt đầu mình chạy vào chỗ này. All I asked you was to go talk to a witness in order for us to find the whereabouts of Jumbo Josh. How did that end up with you running away from a crazed bitter giggle on rooftops? Go stand in the corner to my left. And don't make any noise. Make any noise. Flumbo vs. Solitator. Một đạp con Flumbo bay ra nữa. Ok, nó bay ra đây. No! No, oh, nó biến thành con Zetter luôn. I didn't mean to. It's okay. I deserve this. Despite everything that's going down, taking time off your day to make someone sad, you don't embarrass that. I'm always telling jokes. Thank you.
can't say I'm happy to see your wife fall. That crazy future. Oh, I'm just trying to explain it. Ok, sẽ tìm mô hotel nhé các bạn nào. Bắt đầu xuống. Ở đây. What's the plan now, Stinger? I guess the same as all continues for season. We're in the middle of the air. How is that okay? It was just a question. I apologize. Các bạn nghe nó nói chuyện nha. Tired of everything. There is no point in that. What? What? I failed to locate a point in doing anything. And I failed to locate an end in sight. What's going on? Why are you so negative? It's time for the answers. Okay, that's it. Should let the captain fly. What might you do? Sống lên chạp. Ok, mình sẽ bắt đầu lên trên này. Gặp lại con Alan. À, ok, sẽ chạy sang đây. Đặt cái thẻ nữa nha. Tiếp tục vào sau này. Déjame ver eso. Te dirigías al único auditorio que no está bloqueado aquí. Humano asqueroso. Mình sẽ đi ra nha. Sao lại nét ba đầu? À, fellow appreciator of fine art, are you? What's that? You're only here for the collar. Something's not right. Hey, you know, don't start to play. I'm gonna get the play going. It might be that the headlights are almost to take. Could you figure out why? Perfect. This is a precise thing. 568th time watching this play. And I feel it could be made a little better. It's time to put my own twist on things. I'm preparing for the show of a lifetime. For that, we need some hard part of selling now. We got something. The delivery is. Should have dropped it off by the main entrance. Can you go grab it?
Chúng ta sẽ lên trên này để một con chim tan tan này vào trong kia nhé. Collar is yours to take, but you must take an watch down. And a friend of mine managed only to right hail the green gorilla. Only the foolish populace. This proximity collar will be the fastest chance to join things like you and I. Play command, it's all thanks to you. This is a story about a man named Jonathan with an S. A man so dedicated to uniting two star-crossed loverbirds, he was willing to give up everything to see it happen. This is the story of Jonathan with an S. Hey! Hey, Jonathan! I have a gift for you. You're going to like it, but you have to promise me to take it as far away from here as you possibly can. I have a gift for you. You're going to like it, but you have to promise me to take it as far away from here. This is another one of your tricks, Jonathan. You and everyone else will pay for what you've done to the town. Oh, ba con chim nó sẽ bắt đầu rồi. Ok, hai con chim này sẽ bắt đầu quay đi. Xem mình sẽ quay lại xem nó đi đâu nhé. Ok, nó sẽ chạy lại trong kia. À, ra đến đây là biến mất à. Ok, cuối cùng đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Ok, sau đó tiếp theo mình sẽ chuyển sang chơi Nga từ Men Ben à, sẽ vườn Mobi. Ok, bắt đầu load game. Load game nào. Bắt đầu trả lời các câu hỏi. Mình ghép này nhá các bạn. Một là sẽ lên lên lên. Sai one sẽ là cái này. Kèn nắp nắp sẽ là hình tam giác lên. Còn ba sẽ lơ màu xanh nhá. Ok, đó là hình như sao. Oh, sao mà failed. I think you know what happens next.
Try again. Try again now. Bắt đầu mình sẽ trở lại nha. Ok, mà sai này sẽ là con nào. Mình mới rốt. Mắt màu vàng này. Rồi từ xem nha. Sign one. Còn một sign này sẽ là con gác này. Cái màu xanh này sẽ là cái đuôi màu đỏ nhé. Ồ, mặt chéo này. Ok, một tí mình sẽ làm gốm miệng này. Tiếp theo còn là màu sáng trắng này. Ok, còn mấy màu này nữa rồi. Còn 2 phút nữa. Ba còn ba cái mặt. Còn con này là set adabu. Mình tính mấy màu còn xanh. Thank you.
Okay, on time. Great job, class. Everyone gets an A plus. C class, if you work hard, you succeed. You may all now take a break, and then we'll move on to chemistry. Ok, bắt đầu xong là lấy cái thẻ bên đây nhá. Đó, mình xong bên kia. So, that's where it is. I sent a team of bounty hunters to check out this building earlier. Same one. Maybe that's why they never came back. Need I say what needs to be done next? It is up to us to do their jobs for them. The future of everyone and everything is in all six of our hands. I'll stand out here and make sure nothing gets in or out. Sounds like a fair split in the tasks to me. Và đây gặp tượng con Sài Gòn này. Bắt đầu sẽ lấy cái thẻ màu xanh này. Và nó sẽ nhảy ra ngoài. Và đánh cửa bên đây nào. Nhập đĩa bay nào. Ok, tiếp theo sau đó mình chuyển sang chơi một chỗ khác nhé. Indigo Back Mobile. Let's go. Bắt đầu vào game. Say, why don't you check out Molly's rooftop races? It's not far from here, and it's a great warm-up before we get into the bigger rides. Just take it up at Molly's landing pad. Xong mắt mới nè. Đây có bức tượng của con quái vật này. Đây có một con quái vật. Ok, bước vào trò chơi.
single. Thank you.
Okay, but now that. Hold on, sao bên đây? Okay, mình sẽ lên trên này nè. Okay, vâng, đây hết rồi. Mình sẽ quay lại bên kia nhé. Landing Park. Ra ngoài rồi. Ok, trò này mình sẽ khám phá sau nhé. Tiếp theo sau đó mình sẽ chuyển sang chơi Captain Man Ben Ed. Thank you.
anh mình. Tức là trò này không có cảnh thông ca. You need to escape from him, my friend. Oh, con mày bị mất một mắt rồi. So next the Blazer Driver. Okay, bắt đầu vào hiện trường. Sau đó mình sẽ lên đây con Guri Guri nó sẽ xuất hiện. Để xem nào. Để sang đây nào. Okay, try again. Bắt đầu mình sẽ chết lại và sẽ chạy win nữa các bạn nhé. Let's go. Thank you.
Trong vòng bao giờ này. Tiếp theo sau đó mình chuyển sang chơi Bobby Blade Time Chapter 3. Mình bắt đầu vào trò chơi nha. Mình vừa chọn phiên bản mốt nha, mốt thành một trò mới nha. Ok, ra đây sẽ gặp con dog đây. Okay, you have this angel.
nothing left to save. Not here. Guard camp absolutely. Lát nữa mình sẽ trốn chạy xuống đây nhá. Quay trở lại gặp con cam nát tiên này. Ôi nào, hơi giật lát một chút này. Tiếp theo sau đó mình chuyển sang chơi Sonomani Mobi. Mình chơi với bản Mobi nhé. Với bản này không lưu được.
nó sẽ lại đầu, nó không thể lưu nữa. Ok, vào bên kia. Chúng ta sẽ lên đây. Bắt đầu sẽ thu thập các chìa khóa nữa các bạn. Ok, đã lấy được một cái chìa khóa rồi. Tiếp tục sang bên kia lấy trộn một cái bóng đèn là một trên đây nha. Rồi đầu tiên mình sẽ cái đầu tiên mình sẽ đứng trên map là số nào. Đường đi lên map này đâu nhỉ? Ok, xong mình đấy chưa đi. Okay, thank you for watching. Please subscribe my channel. Bye bye again.